60 nha. Rồi chào quý vị và các bạn. Thì em đang test đô la phi test của Mỹ ha. Một đôi loa nhìn nó xấu xấu. Nhìn nó xấu xấu, nó bẩn bẩn, nhưng mà nó lại hay hay ha. Thế về những dòng loa Mỹ, những dòng AR, những dòng nói chung những dòng Mỹ cổ, quý vị, hầu như đôi nào cũng xấu xấu hết, nhưng mà nó rất là hay. Đôi này thì bass phẳng ha. Bass 25 trung và tép đơm ở trên. Thùng rất là nặng quý vị. Thùng này nó cao khoảng 88 nha quý vị, rất là cao. Rất là nặng, thùng nặng ha. Thùng khoảng 20 kg. Tiếng bass trầm sâu rất là hay quý vị. Trung tép rõ ràng, đều ba dải. Đây, vì có thể nghe nhạc vàng, những dòng nhạc mới đánh rất là tuyệt vời. Thì như cái mức giá em vừa báo trong cái clip lúc nãy để tri ân quý vị và các bạn, thì đô la này có giá 5,5 triệu ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.